Những lợi ích sức khỏe của gừng. Gừng tạo thêm vị thơm cho cả món ngọt và món mặn. Vị cay dễ chịu từ rễ gừng là điều làm cho bia gừng, trà gừng, bánh kẹo và nhiều món ăn châu Á trở nên hấp dẫn hơn. Gừng có tác dụng gì? Ngoài hương vị tuyệt vời, gừng còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mặc dù gừng không cung cấp protein hoặc là chất dinh dưỡng như là vitamins hoặc khoáng chất, nhưng nó là một nguồn giàu chất chống oxy hóa và là một phương pháp trị liệu tại nhà phổ biến cho chứng buồn nôn, đau dạ dày, ngăn ngừa vi trùng và các vấn đề sức khỏe khác. Ngoài tác dụng tống khí, cải thiện tiêu hóa và giảm đau, gừng cũng có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư và giảm lượng đường trong máu. Gừng cũng được biết đến với tác dụng chống viêm và theo truyền thống được sử dụng như một loại thảo dược bổ sung để điều trị các bệnh mãn tính như là hen suyễn và viêm khớp. Một nghiên cứu gần đây của y học Michigan Medicine trên chuột cho thấy gừng cũng có thể giúp chống lại các bệnh tự miễn dịch như là lupus và hội chứng kháng phospholipid. Khả năng chống lại vi trùng của gừng. Một số hợp chất hóa học trong gừng tươi giúp cơ thể bạn tránh khỏi vi trùng. Chúng đặc biệt tốt trong việc ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn như là E. coli và Shigella, đồng thời cũng có thể ngăn chặn virus như virus hợp bào hô hấp, RSV. Khả năng giữ cho miệng của bạn khỏe mạnh. Sức mạnh kháng khuẩn của gừng cũng có thể làm nụ cười của bạn rạng rỡ hơn. Các hợp chất hoạt tính trong gừng được gọi là gingerols, ngăn vi khuẩn miệng phát triển. Những vi khuẩn này cũng chính là những vi khuẩn có thể gây ra bệnh nha chu, một bệnh nhiễm trùng nướu răng nghiêm trọng. Cải thiện tiêu hóa. Gingerol, một thành phần tự nhiên của củ gừng, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa, tức là tốc độ thức ăn thoát ra khỏi dạ dày và tiếp tục trong quá trình tiêu hóa. Ăn gừng giúp tiêu hóa hiệu quả, vì vậy thức ăn không đọng lại lâu trong ruột. Ăn gừng có thể làm giảm quá trình lên men, táo bón và các nguyên nhân khác gây đầy hơi và đầy hơi trong ruột. Làm dịu cơn buồn nôn. Gừng sẽ giúp ích để làm dịu cơn buồn nôn, đặc biệt là khi mang thai. Nó có thể giúp tống khí tích tụ trong ruột của bạn và giúp làm dịu cơn say sóng hoặc là buồn nôn do hóa trị. Làm dịu các cơ bị đau. Gừng có thể làm dịu cơn đau theo thời gian. Trong một số nghiên cứu, những người bị đau cơ do tập thể dục dùng gừng sẽ ít bị đau hơn vào ngày hôm sau so với những người không dùng. Giảm các triệu chứng viêm khớp. Gừng là một chất chống viêm, làm giảm sưng tấy. Điều này đặc biệt hữu ích để điều trị các triệu chứng của cả viêm khớp dạng thấp và viêm xương khớp. Bạn có thể giảm đau và sưng bằng cách ăn uống gừng hoặc bằng cách chườm hoặc miếng dán gừng trên da. Nó có thể kìm hãm sự phát triển của ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy rằng các phân tử hoạt tính sinh học trong gừng có thể làm chậm sự phát triển của một số bệnh ung thư như là ung thư đại trực tràng, dạ dày, buồng trứng, gan, da, vú và tuyến tiền liệt. Nhưng cần phải nghiên cứu thêm để xem điều này có đúng hay không. Có thể giảm lượng đường trong máu. Một nghiên cứu nhỏ gần đây cho thấy gừng có thể giúp cơ thể bạn sử dụng insulin tốt hơn. Cần có những nghiên cứu lớn hơn để xem liệu gừng có thể giúp cải thiện lượng đường trong máu hay không. Chống lại các bệnh tự miễn. Một nghiên cứu mới được công bố trên JCI Insight, tạp chí điều tra lâm sàng vào năm 2020, chỉ ra rằng chất 6-gingerol là một hợp chất hoạt tính sinh học chính được tìm thấy trong rễ gừng, có tác dụng chống lại cơ chế tạo ra một số bệnh tự miễn dịch ở chuột, cụ thể là lupus là một bệnh tự miễn tấn công hệ thống miễn dịch của cơ thể, cũng như là hội chứng kháng phospholipid là một loại bệnh thường liên quan đến lupus và gây ra cục máu đông. Cả hai bệnh này đều có thể gây viêm lan rộng và làm tổn thương các cơ quan nội tạng theo thời gian. Nghiên cứu cho thấy các đặc tính chống viêm của gừng có thể ngăn chặn sự sản xuất của các bạch cầu trung tính, gọi là NETs, mà khiến các bệnh tự miễn dịch phát triển. Chiều hướng hình thành cục máu đông của các bạch cầu trung tính NETs cũng giảm đáng kể nhờ chất 6-gingerol của gừng. Các tác giả của nghiên cứu cũng lưu ý rằng các đặc tính tăng cường sức khỏe mà gừng có được là do giàu chất phytochemical phenolic, là một hợp chất hoạt tính sinh học, có thể chứa một số đặc tính ngăn ngừa bệnh tật cũng như đem lại các lợi ích sức khỏe khác. Các tác giả của nghiên cứu cũng tin rằng
Trong tương lai, dữ liệu tiền lâm sàng đầy hứa hẹn này sẽ có thể khuyến khích để phát triển các thử nghiệm lâm sàng trên con người. Tác dụng phụ của gừng là gì? Theo Emma Slattery, là chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng tại Johns Hopkins Medicine ở Hoa Kỳ, nói rằng nghiên cứu cho thấy gừng an toàn cho hầu hết mọi người để ăn với lượng bình thường, chẳng hạn như là gừng trong thực phẩm và công thức nấu ăn. Tuy nhiên, có một số quan tâm. Cô lưu ý rằng, liều lượng cao hơn chẳng hạn như là liều lượng trong chất bổ sung supplement có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Nghiên cứu chưa thể kết luận, nhưng những người đang điều trị liệu pháp chống đông máu, thuốc làm loãng máu như là warfarin, aspirin và các thuốc khác, bạn có thể muốn thận trọng hơn. Cô cho biết các nghiên cứu đang tìm hiểu xem liệu lượng lớn gừng có thể ảnh hưởng đến insulin và làm giảm lượng đường trong máu hay không. Vì vậy, cho đến khi được biết nhiều hơn, những người mắc bệnh tiểu đường có thể thưởng thức một lượng gừng bình thường trong thực phẩm, nhưng tránh tiêu thụ chất bổ sung gừng liều lượng lớn. Tham khảo với chuyên gia dinh dưỡng hoặc là bác sĩ để cung cấp thông tin và hướng dẫn đối với bất kỳ câu hỏi nào về gừng và nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn như thế nào.